Rồi xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 11 nha anh em. Thì hàng cái lô của ngày hôm qua thì em bán cũng gần hết rồi nha anh em. Bán cũng gần hết rồi cho nên đó là hàng thì hôm nay em đã đóng cho anh em hết tất cả ha. Hôm nay em đã đóng cho anh em hết tất cả, em đang hoàn tất những cái khâu cuối cùng để mà đưa lên xe nha anh em. Rồi hôm nay là ngày 29 tháng 11 nha anh em, hàng của ngày hôm qua là em đóng hết rồi. Còn mấy kiện cuối thì đóng cho rồi trong buổi chiều hôm nay luôn nha anh em. Rồi cây lẻ cũng có mà kiện to cũng có ha, kiện to kiện nhỏ thì cũng đầy đủ hết nha anh em. Anh em ở xa ở gần ở trong đất nước Việt Nam mình thì là em đều ship được ha, chỉ trừ mấy cái tỉnh mà hiện tại là bị dịch bệnh là chưa đi được nha anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ bên em ha, cảm ơn anh em đã ủng hộ bên em, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi anh em nào mà có đặt hàng gì thì hãy gọi vào số điện thoại của em ha, 0946 626 585 nha anh em. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ. Rồi xin chào tất cả anh em, chúc anh em một ngày mới tốt lành.